Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm nay không khí lạnh sẽ lại tăng cường xuống nước ta, khiến mưa lớn kéo dài và gia tăng trở lại ở Trung Bộ. Hiện tại từ Quảng Trị đến Khánh Hòa vẫn đang có mưa, tuy nhiên vùng mưa nhiều đã thu hẹp lại, tập trung chủ yếu ở Quảng Nam và từ Bình Định đến Khánh Hòa. Trong đó ở Quảng Nam và Bình Định là những nơi mây dông phát triển mạnh, trời mưa vừa mưa to, tương ứng với vùng màu cam trên ảnh radar như thế này. Dự báo từ tối và đêm nay, khi không khí lạnh tăng cường xuống nước ta, tương tác với địa hình dãy Trường Sơn, vùng mưa sẽ lại mở rộng ra khắp Trung Bộ. Mưa sẽ kéo dài đến thứ ba tuần sau, với trọng tâm mưa lớn là từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Tổng lượng mưa phổ biến là từ 70 đến 150mm, có nơi mưa vượt 200mm. Nguy cơ cao gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và lũ lên trên các sông thuộc khu vực này. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng có mưa dông trong chiều nay, cảnh báo có nơi mưa to tới 50mm, tương ứng với vùng màu xanh đậm trên bản đồ như thế này. Tại đây thì gió giật, sấm sét cũng có khả năng cao đi kèm trong cơn dông. Mặt tích cực là mưa mang đến thời tiết dịu mát cho người dân ở khu vực Nam miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất không quá 31 độ vào chiều nay. Còn ở khu vực Bắc miền Trung thì trời mưa lạnh, nhiệt độ chỉ từ 22 đến 25 độ. Với khu vực miền Bắc, từ đêm nay sẽ có mưa nhỏ do không khí lạnh tăng cường. Còn tạm thời chiều nay thì trời nhiều mây, vẫn khá là rét với nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ từ 21 độ trở xuống. Chỉ riêng có Sơn La và Điện Biên Phủ thì bớt rét hơn, 23 đến 25 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió đông bắc cấp 6, sâu tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn ở vùng biển phía tây của huyện đảo Trường Sa thì có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, trời cũng có mưa dông dễ đi kèm lốc xoáy. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các khu vực trên cả nước trong chiều và tối nay.